Nếu bạn đang tìm kiếm một cây pin ô điện mà giá trị hơn 5 triệu thì đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Thương hiệu pin ô điện đến từ Mỹ, Artesia Performer. 88 phím với 3 cấp độ cảm lực, 12 mẫu âm thanh 3D được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic, còn suất âm thanh ra ngoài loa và kết nối được với USB MIDI. Và hôm nay team Minh Phụng Music rất vui khi được bàn giao 5 chiếc đàn Artesia Performer về với lớp nhạc ở Đà Nẵng. Nào, hãy cùng mình quấn hàng và khám phá các chức năng thú vị có bên trong em đàn này nhé. Với thiết kế màu đen nhám đẹp mắt, Artesia Performer không chỉ là một nhạc cụ mà còn là món đồ trang trí cho căn nhà của bạn. Đàn sở hữu các chức năng quen thuộc như metronome đếm nhịp, transpose tăng giảm tông, slip chia bàn phím và còn có cả cổng tai nghe để chơi không phiền mọi người xung quanh, setting pedal, dắt cắm stereo layout cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Và đừng quên chương trình ưu đãi của em nó vẫn đang diễn ra nhé, từ 5.7 triệu giờ chỉ còn 5.2 triệu, các bạn đừng bỏ lỡ nha. Ngoài ra khi mua Artesia tại Minh Phụng Music, các bạn còn được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Và bây giờ hãy cùng mình khám phá âm thanh ở trên chiếc đàn này nhé. Đầu tiên sẽ là tiếng grand piano. Tiếp theo sẽ là electric piano. Rock organ. Tiếng guitar. Tiếp theo sẽ là một số bài nhạc demo ở trên đàn Artesia Performer nhé. Và bây giờ hãy cùng mình cuốn hàng nhé. Giờ thì mang đàn ra chành và về với lớp nhạc tại Đà Nẵng thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share và subscribe để tụi mình có thêm động lực. Nếu các bạn đang quan tâm về mẫu đàn Artesia Performer thì hãy đến các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại số 347 Điện Biên Phủ, phường 413 thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ qua hotline 0919 768606. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.